xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đầu bếp mới, đó là anh Minh Hải. Minh Hải xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Hải ơi, đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, anh sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả món gì đây? Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn món cuốn tôm sốt tương. Cuốn tôm sốt tương nhìn lạ và bắt mắt quá, có nhiều rau nữa. Em rất thích ăn rau bởi vì rau tốt cho sức khỏe, lại đẹp da nữa. Vậy thì nguyên liệu để làm món này gồm có những gì vậy anh? Nguyên liệu có tôm sú, thịt ba chỉ, chả lụa, bông hẹ trần, cải xanh, rau thơm các loại, hành tím, ớt cắt sợi, bún tươi, đậu phộng giã nhuyễn, cà rốt và củ cải ngâm chua. Gia vị là món này gồm có muối, đường, ớt băm, tỏi băm, bơ đậu phộng, hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và một gia vị nữa đó là sốt tương Lisa. Đầu tiên chúng ta luộc thịt và tôm. Anh Hải ơi, khâu này Ngọc Hương rành lắm. Quý vị và các bạn lưu ý, chúng ta sẽ luộc thịt trong nước lạnh và cho vào nồi nước luộc 2 củ hành tím đập dập cộng với một ít hạt nêm Aji ngon và muối, đúng không anh Hải? Đúng rồi. Trong lúc chờ thịt chín, chúng ta cắt cải bẹ xanh, chúng ta cắt dọc, bỏ sống lưng. Tiếp đó chúng ta sẽ cắt chả lụa. Anh Hải ơi, mình làm như thế nào để mình chọn chả lụa cho ngon hả anh? Khi mua chúng ta chọn chả lụa có màu trắng hồng và nhiều lỗ trên bề mặt là chả lụa ngon đấy em. Thì ra là như vậy. Quý vị và các bạn lưu ý, chúng ta mua chả lụa có màu trắng hồng và nhiều lỗ trên bề mặt, đó chính là chả lụa ngon. Thịt đã chín rồi đấy Ngọc Hương, em vớt ra giùm anh nha. Dạ. Vớt ra và cho vào tô nước lạnh. Rồi, cảm ơn em. Mình sẽ sử dụng nước luộc thịt để luộc tôm. Trong lúc chờ tôm chín, chúng ta cắt thịt. Sau đó chúng ta cắt sợi. Tôm chín rồi Ngọc Hương, em vớt ra giùm anh nha. Dạ. Cũng ngâm vào trong tô nước lạnh luôn. Sau khi tôm chúng ta để nguội, chúng ta tiến hành lọc tôm. Tôm mà chúng ta lọc bỏ vỏ. Lọc tôm xong, chúng ta sẽ cắt tôm ra làm hai. Sau khi lọc tôm xong, anh đố Ngọc Hương biết đến là khâu quan trọng gì? Em nghĩ là tới khâu cuốn đúng không? Không phải đâu em, đến khâu pha nước sốt đó em. Dạ. Đầu tiên chúng ta cho dầu vào. Chúng ta sẽ cho vào tỏi băm. Chúng ta sẽ phi lên cho vàng đều. Cho vào 2 muỗng sốt tương. Một muỗng bơ đậu phộng, 2/3 chén nước dùng, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng giấm Lisa. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Anh Hải ơi, mình vừa làm mình phải vừa canh hả anh? Đúng rồi, chúng ta phải vừa làm vừa canh để cho cái độ sệt nó vừa phải. Dạ. Quý vị và các bạn hãy lưu ý, chúng ta vừa làm sốt và phải vừa canh lửa, bởi vì sốt tương sau khi nguội sẽ đặc lại, được chưa anh Hải? Được rồi đấy em, độ sánh vừa phải rồi. Anh Hải ơi, xong hết rồi, bây giờ thì em chắc chắn là anh đến phần cuốn đúng không? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cuốn. Đầu tiên chúng ta chải cải xanh ra, cho lên đó một ít rau thơm, một ít ớt sừng cắt sợi. Nếu mà quý vị nào mà thích ăn ớt nhiều thì chúng ta có thể cho nhiều vào. Kế đến là thịt ba chỉ cắt sợi, chả lụa, một ít bún tươi, đậu phộng giã nhuyễn. Rồi anh sẽ bắt đầu anh cuốn. Chúng ta sẽ cho tôm bên ngoài,
và chúng ta sẽ dùng gọng hẹ trần cột lại. Ba, anh cuốn nhìn đẹp quá, hấp dẫn nữa. Nhưng mà anh làm nhanh quá, em theo không kịp. Anh cuốn lại lần nữa cho em coi nha. Rồi, anh sẽ cuốn lại cho em. Đầu tiên chúng ta chải cải xanh ra, cho một ít rau thơm, một ít ớt sừng cắt sợi, thịt ba chỉ cắt sợi, chả lụa, một ít bún, và cuối cùng đó là một ít đậu phộng giã nhuyễn. Và chúng ta sẽ cuốn lại, cho tôm bên ngoài. Và cuối cùng là chúng ta sẽ dùng hẹ trần cột lại. Hoan hô, xong hết rồi. Sốt tương đã nguội rồi, anh làm sốt tương cho em ăn đi. À, sốt tương chúng ta có thể ăn kèm chung với lại ớt băm, một ít đậu phộng giã nhuyễn. Kế đến là chúng ta cho một ít cà rốt và củ cải ngâm chua. Bây giờ thì mời em dùng thử. Dạ. Ngon quá anh Hải ơi. Có vị the nhẹ của cải bẹ xanh, thơm thịt thì ngọt. Mà đặc biệt á là sốt tương anh làm, ngon ơi là ngon, béo béo mà ngọt ngọt đó. Cảm ơn em đã khen. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng với món cuốn tôm sốt tương. Tôm sốt tương thật hấp dẫn. Quý vị hãy trổ tài để cùng thưởng thức với những người thân yêu. Chúc quý vị và các bạn thành công. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món bắp cải tím xào hải sản. Xin chào tạm biệt.